Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Spot Hùng đây Và trong video trước thì không biết là trong số các bạn đã ai mua chọn được cho mình một cái vật khuyến mãi mà Hùng đã gửi đến mọi người chương trình chưa Và trong video ngày hôm nay thì Hùng sẽ lại tiếp tục là một cái video khuyến mãi mọi người nhưng hôm nay không phải là vợt nữa mà nó sẽ là giày Ok, trong video ngày hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu giày cầu lông nguyên ninh, ninh Chính hãng mẫu rất là ngon và Hùng sẽ quyết định rằng Hùng sẽ bán giảm giá với giá cực kỳ tốt cho mọi người Bởi vì là các mẫu giày này thì đang còn rất là lẻ sai và chỉ còn một số đôi thôi nên là Hùng quyết định sẽ bán rẻ, bán khuyến mãi phải nói là sâu nhất từ trước đến nay cho tất cả mẫu giày này. Và chúng ta đi thôi, ngay bay bây giờ. Ok, Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày đầu tiên của chúng ta là mẫu giày Lining AITP015. Đôi giày này có giá gốc theo trang chủ của Lining là lining.store.lining.com. Đôi giày này có giá gốc là 499 nhân dân tệ tức nó rơi vào khoảng 1 750 nghìn tiền Việt Nam. Và đôi này thì bên Hùng cũng chỉ còn duy nhất size 41 thôi. Sẽ bán khuyến mãi cho mọi người chỉ còn 920 000 về phí ship thì mọi người tự thanh toán á, 920 000 sẽ tặng kèm một móc khóa cầu lông làm quà lưu niệm gọi là món quà mọi người, nho nhỏ mọi người mọi người ạ. 1.750.000 sale còn 920 000 chưa bao gồm phí ship, phí ship thêm 40 000 nữa nha mọi người. Đôi giày này thì bên Hùng cũng chỉ còn size 41 thôi. Với đặc điểm của đôi giày này thì nó khá là nhẹ. Đế được thiết kế rất là bám nền và dòng đế này thì tương đối là nhẹ và khá là êm. Khá là êm. Về chất liệu da thì đôi giày này nó kết hợp giữa lớp phía trong là một lớp lưới và ở phía trên nó ép in nó ép các vân ra lên nổi lên nhìn rất là đặc biệt và cùng với đó là nó ép chỉ là ép vân nổi lên và có biểu tượng lining màu cam cam ở đây đế của nó thì kết hợp giữa màu một chút màu hồng ở gót và màu cam ở đây đấy thì đôi giày này dùng để đánh sân thảm hay sân bê tông thì rất là ok theo ông thì với mức giá như này và để đánh mà đánh sân bê tông thì nó cũng sẽ hơi tiếc tiếp theo ông là thế đánh sân thảm thì sẽ gọi là đỡ sót hơn nhưng mà nếu anh em nào muốn sắm cho mình một đôi giày đánh sân bê tông mà nó gọi là nó bảo vệ chân, nó êm, nó nhẹ thì có thể chọn đôi giày này. Duy nhất size 41 nha mọi người. Còn đúng hai đôi 41 thôi ạ. À. 920 000 nha. Ok, tiếp theo là mẫu giày này đi. Mẫu nào thì mẫu nào ít nào đây. Ok, chúng ta tiếp tục đến với mẫu giày tiếp theo là mẫu giày Lining AI TP031. Đôi giày này cũng giá gốc là 499 tệ. Ok, mọi người ngắm nhớ đôi giày tí. Đây là một trong những đôi giày bán chạy nhất của Hùng trong năm 2019 cũng như đầu năm 2020. Hiện tại đôi giày này cũng chỉ còn duy nhất size 43, còn cũng chỉ hai đôi thôi. 1 triệu 750 nghìn, sale còn 950 cho mọi người. Đôi này phải nói là rất là hot, bây giờ không còn size nào ngoài size 42 này, à, uh, size 43 này. Rất là nhiều người muốn mua, nhưng mà không còn. Dòng đế của đôi giày này thì nó cũng giống với dòng đế đôi vừa rồi. mà yeah. Cảm giác là nó cảm giác nó dày hơn, nhưng có, có có lẽ là do size nó to hơn đôi kia này, là nhìn cảm giác nó dày dặn hơn thôi. Chứ thực ra thì theo tỷ lệ kích thước giày các thứ thì nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Với đôi giày này thì lớp phía trên thì nó được thiết kế một lớp lưới, một lớp vải, dệt rất là mềm, đi thì sẽ cảm giác nó sẽ mềm mại hơn đôi kia và dễ chịu hơn. Nó cũng có ép nhiệt một tấm da biểu tượng liên minh lên trên này, nói chung là nó cũng chỉ là điểm nhấn thôi. Và tiếp theo nữa, đó là nó thêm công nghệ túp tiếp tức là miếng một miếng da khá là dày nó được ép lên trên lớp vải dệt này đây chính là công nghệ gia cố gia cố cái bề mặt của cái cái điểm này khi mà chúng ta phanh viết các thứ thì lực tác động vào cái điểm này nó khá là lớn thì nhiều đôi giày mà chất liệu nó bị mỏng và thời gian lâu sử dụng thì nó sẽ có những cái hiện tượng như kiểu bị bục chắc chắn là có những người đã từng gặp phải hiện trạng như này rồi thì đây là nó gia cố thêm độ chắc chắn cho phần lớp phía trên mọi người đây đôi giày màu đen rất là đẹp và nhìn rất là đơn giản phía phần gót thì nhìn nó cũng khá là xịn sò chứ mọi người nhìn qua video thì có vẻ là nó không được nét cho lắm cũng không hiểu tại sao đấy nếu mọi người cần ảnh chi tiết của sản phẩm mình có thể nhắn tin hùng hình, hùng gửi ảnh cho. Đấy chỉ còn hai đôi size 43 1750 sale còn 950 000 nha mọi người. Theo ông đánh giá thì đôi này là ngon hơn đôi trước. Tiếp theo. Mẫu giày này. Đây là một mẫu giày mức tầm trung thôi, giá gốc của nó chỉ 1.250.000đ thôi ạ. Giá gốc 1, 250 thôi nhưng mà đây là mẫu mới của năm 2019 hay 2020 đó. 2019 nha mọi người, mẫu 2019. Mẫu đen vừa rồi cũng 2019, còn mẫu đầu tiên hình như là 2018 hay 2019 gì đó nói chung là cũng đều là các mẫu mới và cũng không có mẫu nào cũ cả nên là mọi người yên tâm là về keo với mọi người bảo hành keo mọi người một tháng nhá bảo hành keo dày một tháng với đôi giày này thì nó là một đôi giày rất là thích hợp cho anh em để có thể đánh sân bê tông cũng như là sân thảm thì lại càng không vấn đề gì đã đánh như sân bê tông thì sân thảm dĩ nhiên là không vấn đề gì hết Hùng với dòng đế này thì cũng một dòng đế khá mới của hãng Linh và dòng đế này cũng có thể nói là chuyên cho cái sân bê tông với mặt đế của nó làm được cao su chống mài mòn khá là dày dặn Đấy, cao su đây công nghệ đế cao su chống mài mòn non minh kinh chất liệu giảm chấn của nó thì một lớp giảm chấn đấy cũng khá là dài dĩ nhiên là uh, so với dòng đế thì dòng này thấp hơn nên đế sẽ không thể gọi là có độ ổn định và không có nhiều công nghệ như hai đôi trước thì gọi là gió rẻ hơn mà đôi giày này thì ông lại rất là thích cái chất liệu của nó rất là mềm và mịn rất là mềm và mịn cái chất liệu da này ông nghĩ là nó không cảm giác là nó rất là xịn nhá về da giày đi mọi người yên tâm là không bao giờ nó có chuyện bị kiểu bong hay nổ ra không bao giờ luôn về bong nổ ra thì ông bảo hành cho mọi người một tháng cũng một tháng luôn hai tháng luôn cũng chả thể chưa bao giờ gặp trường hợp nào giày Lenin chính hãng mà Hùng nhập về Hùng bán cho khách bị nổ ra hay là bị dạn ra cả mọi người cứ yên tâm nha Tiếp theo nó sẽ được may ở trên này một lớp lưới ở đây nó giúp bây giờ trong thoáng cũng như là giúp chúng ta đi vào cảm giác nó sẽ cảm giác nó sẽ cảm giác vào chân nó sẽ rất là êm và dễ chịu. Cùng với đó là có có lớp da như này nó may. Đây cũng chính là da cố rất là chắc chắn cho đôi giày. Đấy lớp da này thì khỏi phải lo bục này mọi người. Đôi giày này cũng có công nghệ chống lật nhá, giày tầm trung nhưng mà đây mọi người có thể nhìn thấy nó làm bè đấy ra chỗ này và điểm cơ chống lật của nó đây mọi người thấy không ạ? Đây cũng chính là công nghệ chống lật. Hai đôi giày chữ có công nghệ chống lật cực kỳ an toàn ở chân nhá. Và đôi này cũng thế. Với đôi, đôi này thì nhìn màu sắc cũng thấy là nó cũng khá là nhã nhặn và đẹp. Đôi này thì khuyến mãi 1 triệu 250 còn 780 nghìn, ship 40 nghìn nữa là 820.000 cũng tặng mắc khóa lưu liệm Đôi này thì bên hùng chỉ còn size 39,5 thì còn 2 đôi, size 40 còn 1 đôi, size 41 còn 1 đôi, 42 còn 3 đôi, 43 còn 1 đôi. Đôi này thì sale còn 780 ship nữa là 820. Đôi giày này để cài sân bê tông hay là để đánh sân thảm thì ok đặc biệt là sân bê tông hoặc là cho anh em nào mà không có nhiều tiền để mua những cái đôi giày đắt tiền thì đôi giày này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu vừa êm vừa nhẹ vừa chống lật an toàn cho chân và cày sân cũng rất là tốt đó những với những đôi tầm giá này bên hùng lại bán rất là chạy hùng rất thích bán những đôi giày tầm giá như này đây mọi người hùng nhìn đấy màu rất sắc các thứ rất là đẹp nha như Sai Hùng nói đấy, à lưu ý mọi người là size 39.5 của Linh Linh thì nó là size có thể nói là nó là size bé nhất cho Lam của Linh Linh Và nó tương đương với size 39 của hãng khác, chiều dài đều là 24.5cm Nên là mọi người yên tâm là khi mọi người chuyển từ size 39 của hãng khác như kawa kumpo hay là Junix Mọi người chuyển qua đôi này Linh Linh, 39.5 của Linh Linh thì nó cũng bằng nhau nha Rồi tiếp theo, mã giày này thì bên Hùng thì còn duy nhất Một đôi size 41 thôi ạ mã giày Linh Linh AI TN027 cũng là 1.250.000 nhưng đôi này trêu còn 740 thôi Đôi này thì rẻ hơn một chút đây này dòng đế của nó cũng là dòng đế kiểu cho chuyên cho sân bê tông luôn, cũng có trong công nghệ chống lật, đây multi flex đây mọi người, chính là chống lật. Và đây cũng chính là công nghệ đế cao su non mảnh kích. Non mảnh kính đây, chống mài mòn. Sân này cũng dây này cũng để cho anh em cày sân bê tông hay đánh sân thảm đều ok. Về chất liệu của đôi giày này thì nhiều anh em nhìn thấy chất liệu da của đôi này thì nghĩ rằng đôi này da cứng nhưng thực ra nó cũng mềm lắm mọi người. Nó cũng mềm thôi, da cũng mềm mà cũng sẽ không bị nổ hay là bị dạn da đấy, mọi người. Mọi người yên tâm. Và nó cũng làm theo kiểu thiết kế lớp lưới như này. Thì giúp đi vào chân dễ chịu như là thông thoáng và lớp da cũng khá là dày dặn màu bạc màu bạc đấy nó mọi người nhìn thấy này, công nghệ tút tiếp tút tiếp thì cũng chính là cái công nghệ nó gia cố ở phần trên để giúp cho đôi giày nó chắc chắn hơn để tránh hiện trạng bị bục gót đế giày cũng khá là dày đệm của nó cũng khá là êm mọi người đệm cũng khá là êm và đàn hồi đấy nói chung cũng đầy đủ công nghệ là chống lật chống mài mòn và tất cả các thứ đấy để cày trên bê tông như này rất là ngon duy nhất một size 41 mốt ạ một triệu hai mươi siêu bảy trăm là bảy mọi người đấy ở Việt Nam thì để kiếm những mẫu giày này thì không có đâu cái này là hùng sách tay về đây là hàng nội địa Trung Quốc nha mọi người, hàng nội địa Trung Quốc nha. Tiếp theo, ba mẫu giày sẽ là trọng tâm hôm nay, ba mẫu giày này thì sẽ có nhiều hơn những mẫu kia một chút. Đầu tiên là mẫu giày Lining ITM 081. Giá gốc là 499 tệ, tại sao nó lại in liền tệ ở đây vì bởi vì đơn giản đây là hàng nội địa Trung Quốc cùng sách tay về. Mẫu giày này là mẫu giày Hùng đã từng đi nhưng hùng trước kia Hùng đi màu trắng đôi giày này thì phải nói là tốt những đôi giày bán chạy nhất của Hùng từ năm 2017 đến giờ mẫu này là từ năm 2017 nhưng dĩ nhiên mọi người yên tâm là chất lượng nó vẫn còn rất tốt nên là Hùng mới nhập về bán cho mọi người cũng vẫn bảo hành keo cho mọi người một tháng nha nên mọi người cứ yên tâm mà mua thôi với đôi giày này thì, thì thực sự là nó Hùng đánh giá nó rất là ngon thực sự đánh giá rất là ngon thậm chí nó còn ngon hơn những đôi mà trên một triệu có nhiều khách đã từng đi đôi giày này của Hùng và mua những đôi giày mới với giá hơn triệu và vẫn nói rằng đôi này đi còn thích hơn đây này chính là đôi bản rút gọn của đôi các vận động viên cầu lông tuyển Trung Quốc Ví dụ như cặp đôi Lưu Trang đi Trước kia các đôi Lưu Trang đi họ đôi cái màu màu trắng ấy Đây chính là dòng Render Render, Render TD Đây là bản rút gọn của đôi đó Đôi này màu cam đen cũng là màu đẹp nhất và bán chạy nhất của mẫu giày này Bên đồng này chỉ có size 41 và 42 thôi Và đây dòng đế này thì cũng giống như hai đôi đầu tiên Dòng đế này khá là nhẹ, chống lật an toàn cho chân và rất là êm Khá là êm, không đến lỗi rất là êm, khá là êm đặc biệt ở đôi giày này thì đôi giày này có trọng lượng rất là nhẹ và đi vào chân rất là thích cùng với đó là chất liệu da rất là mềm mại chất liệu da rất là mềm mại chính da mềm mại này mà nhiều khách hàng họ sợ rằng là chất liệu da này nó sẽ bị bong hay nổ thì hùng xin thưa mọi người đến lúc dày hỏng da vẫn còn nguyên ngon như này ngày xưa hùng cũng bị tâm lý như thế khi mà mua đôi này về thì thấy chất liệu da nó mềm kiểu này và sợ rằng đi một thời gian khi mà nó bị gập các thứ thì nó bị rách hay bong thì thực sự là không bao giờ có chuyện đó xảy ra hùng đã được trải nghiệm thực tế rồi đấy và chất liệu miếng vải thế này nữa không phải miếng vải miếng da này nữa miếng da này thì nó rất là bền và chắc Đôi này, này là đôi giày nhẹ nhất trong tất cả những đôi giày vừa rồi mà Hùng giới thiệu mọi người Và với tầm giá của đôi giày này thì Hùng phải nói là khi mà Hồng báo giá thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ muốn múc luôn Nhưng số lượng thì mỗi size thì cũng chỉ còn 2-3 đôi thôi anh em múc nhanh Đôi này 1 triệu 750 nghìn sale còn 800 rưỡi Phí ship thêm 40k nữa nha mọi người Phí ship thêm 40k nữa 1 750 sale còn 800 rưỡi chứ ạ Phí ship còn 40, thêm 40k nữa Đôi giày này trước thì Hồng bán toàn 920-950 thôi và cứ về là hết cứ về là hết và dĩ nhiên là bây giờ thì mấy hôm nữa nó cũng hết thôi nhưng vì hùng nhập được giá rẻ hơn nên hùng bán cho mọi người với mức giá rẻ hơn chứ hùng không muốn bán giá cũ chứ nếu không thì bán giá cũ thì vẫn trôi đều thôi tám trăm rưỡi cộng bốn mươi tiền ship là tám trăm chín mọi người cũng tặng móc khóa lưu niệm đây đôi giày nhìn màu cam đen rất là đẹp nhìn nói chung là đôi này đi rất là ngon còn về mọi người không cần phải sợ lỗi keo đôi này hai nghìn bảy là mẫu gọi là mẫu cũ nhất trong tất cả các đôi đây nhưng mọi người yên tâm là keo lining rất là tốt và hùng đã có hùng đảm bảo video này như này rồi bảo hành keo mọi một tháng luôn bốn một bốn hai nha mọi người Tiếp theo mẫu giày này đi. Mẫu giày 2019 top mẫu giày cũng bán chạy nhất 2019. Và đây là mẫu giày dòng Light TD. Tự Light nó thể hiện cho đôi giày là một dòng đời khá là nhẹ. Và đây là dòng đế mới của năm 2019 mới bắt đầu ra mắt. Nó có sử dụng đệm mà đệm Cloud. Đây là một trong những công đệ, nghệ đệm rất là nổi tiếng của Lini. Công nghệ đệm rất là gọi là công nghệ hàng đầu đấy với những có với video thả trứng cũng không bị vỡ thì công nghệ này chính là như thế nhưng dĩ nhiên với dòng cloud của dòng giày tầm này và dòng giày cao cấp cái này cũng cũng có thể coi nó là dòng ở mức dòng cao hơi cao và so với dòng cao cấp thì dòng cao cấp nó sẽ có độ nén và độ gọi là độ nảy độ đàn hồi nó tốt hơn nhưng mà dĩ nhiên với công nghệ cloud này cho đôi giày này thì độ đàn hồi và độ êm của nó cũng rất là cao rất là cao đôi giày này khách hàng mua rất là khen mọi người đấy dòng đế này cũng có đầy đủ công nghệ chống lật thậm chí nó có thêm miếng nhựa ở đây và như ở giữa đây chính là công nghệ Pro Balance đây là công nghệ giúp chống xoắn cho đôi giày tăng sự ổn định mặt đế cũng như là tăng khả năng đàn hồi và hỗ trợ bật và giảm chấn đó tiếp theo phần da ở phía trên thì lining không dùng một đường may nào hết mà họ sử dụng công nghệ ép nhiệt một những công nghệ đỉnh cao của họ công nghệ ép nhiệt không cần một đường chỉ nào hết phía bên trong là một lớp lưới nó giống như này và nó giống như kiểu sợi cước vậy khá là chắc chắn và phía bên ngoài nó ép thêm một lớp da nhìn rất là xịn nhìn khá là xịn sò đấy thì phía trong màu cam cam đen cái sự kết hợp cam đen này của liên minh hùng thấy là nó rất là độc đáo màu sắc rất là đẹp rất nhiều người rất nhiều đôi giày đã áp dụng cái màu sắc này ví dụ giống như đôi trước cùng vừa giới thiệu mọi người đây đôi giày này cũng giá gốc là 499 tệ nhưng nó là dòng giày tương đối mới và dòng đế công nghệ cũng mới luôn đấy và khách phản hồi cũng rất là tốt đôi này hùng chưa đi thử nhưng mà cũng muốn thử dòng này một lần lúc nào đôi giày kia hùng hỏng thì khả năng là cũng sẽ trải nghiệm dòng này thử xem rất là đáng tiền đấy thì đôi giày này bên hùng có size 39.5 thì sẽ tương đương 39 ngoạn khang nha 39.5 40 41 42 và bốn đủ sai đó nhưng mà nói chung là mỗi sai lẻ tẻ lẻ tẻ một hai đôi thôi nên là anh em nào thích đôi này thì cũng liên hệ ủng ngay một bảy năm siêu còn chín ship 40.000 nữa là còn một không mọi người và đây cũng là giá rẻ nhất cho mẫu giày này từ khi nó ra mắt đến giờ nên mọi người yên tâm là mọi người đây là mức giá tốt nhất cho mọi người đấy mọi người không phải lo là hồng bán đắt gì hết mà là quá rẻ và đôi cuối cùng là đôi vừa mới về mẫu 2020 này và cũng có lẽ là do dịch covid nên mẫu giày này với mức giá cực kỳ là cực kỳ là tốt nếu anh em nào thích màu sắc nó nổi bật một chút thì xin giới thiệu đến mọi người đôi giày Lining AE ZQ 003 mùa giày mới nhất 2020 vừa mới ra mắt về Việt Nam cách đây khoảng 1 2 tháng. Đấy. Thì đôi giày này sử dụng dòng đế 2019 bắt đầu dòng đế này ra với phiên bản là Lining AI ZP007 và năm nay dòng đế này ra mắt với phiên bản là Lining AE ZQ 003. Dòng đế này thì nó sử dụng công nghệ cũng là Lining Cloud nhưng mà nó được ép nén. Nó được ép nén rất là căng, có nghĩa là đôi giày này về cái độ chất liệu giảm chấn cửa lao của nó sẽ là tốt hơn đôi trước nó đôi giày dòng giày nó cũng cao hơn đôi trước một chút đôi trước giá gốc là 499 tệ còn đôi giày này giá gốc là 599 tệ nó tương đương với khoảng 2 triệu 050 nghìn tiền Việt Nam mặt đế được làm kiểu trong suốt rất là đẹp và nó lộ cả ra công nghệ chắc cái này cũng là một cái điểm giảm chấn cho đôi giày nó cũng sử dụng công nghệ ProBalock với một miếng nhựa ở giữa đây và một miếng nhựa ở đây giúp đôi giày ổn định và không bị xoắn cũng như là có sự giảm chấn và sự hỗ trợ khi bật cho chúng ta dòng đế này năm trước khi mà đôi ZP007 ra hàng thì thực sự là bên Hùng cháy cả hàng và không có hàng để bán bên hãng cũng cháy hết hàng vấn đề duy nhất ở đôi giày này là không biết là anh em có thích màu đỏ này hay không thôi chỉ còn nếu mà anh em đã kết cái màu này nữa rồi thì đôi giày này phải nói là cực kỳ tuyệt vời bạn không thể bỏ qua giá gốc là 2050 và bên Hùng chỉ khuyến mãi chỉ còn 1 triệu mốt sai thì đủ từ 39,5 cho đến 42 size 43 thì đang bị hết hàng nhưng khả năng là mấy hôm nữa thì bên Hùng sẽ về về thêm có 1 triệu mốt thôi mọi người ạ đôi giày này hùng nói về nói là nó thực sự rất là đáng đồng tiền bát gạo với mức giá như thế thì phải nói là quá rẻ mà nếu không có dịch covid thì hùng không bao giờ tin rằng đôi giày này bán được với giá như này bởi vì bên trung quốc đôi giày này đang được bán với giá khoảng một triệu ba một triệu tư và nếu mà nó nếu mà hùng order về việt nam thì cũng phải bán tầm một triệu sáu một triệu sáu thì mới bó đấy nhưng bây giờ thì đang bán cho mọi người một giá một triệu mốt ở đây lưu ý đây là hàng nhập khẩu chính ngạch nhiều khi thì ở Việt Nam thì hàng nhập khẩu chính ngạch lại có giá rẻ hơn ở bên Trung Quốc nhưng nhiều khi bên Trung Quốc lại rẻ hơn nên là hùng thấy bên nào rẻ hơn thì cũng sẽ săn và nhập về cho anh em những đôi giày để anh em mua giá tốt nhất thôi nên mọi người cũng không phải lo là hàng nội địa Trung Quốc hay là hàng nhập khẩu quốc tế về Việt Nam nó không không phải hàng chuẩn thì tất cả đều là hàng chuẩn hàng chính hãng và đều có thể check code check mã trên trang chủ linh com hết nên mọi người yên tâm mua về có thể tự tay mình check code nên mọi người hoàn toàn yên tâm là hùng không bao giờ bán hàng fake cho mọi người đấy giày cũng bảo hành một tháng cho mọi người luôn nha đôi này thực sự là hùng rất là thích ấy mình cũng thích luôn cả màu đỏ này đấy về về chất liệu thì đôi giày này nó có bên trong một lớp lưới và bên trên thì nó ép nổi một lớp kiểu lớp da một lớp da nhìn rất là độc đáo thì cái lớp cao không phải lớp da mà là lớp một lớp cao su non mọi người ạ đấy với đôi này thì dĩ nhiên cái lớp cao su này nó cũng sẽ gia tăng sự chắc chắn cho các má của đôi giày khi mà chúng ta phanh gấp các thứ thì nó sẽ tăng độ bền ở lớp phía trên cũng như là nó giúp cho chúng ta khi mà chúng ta mài di chuyển mài cái mặt chân này ví dụ như kiểu ai thuận chân tay phải thì sẽ mài khi dê chân trái khi mà chất liệu cao su non này thì nó gần như nó chống xước đấy mọi người. Chống bị xước. Đấy. Anything is possible đây, nó có hàng chữ anything is possible thì nó là cái slogan của hãng Lining thôi. Cái đôi giày này rất là đẹp, màu đỏ nha mọi người. Đây là giày nam và giày nữ nhá. Chỉ nhiều chị em vào ừ, nhắn tin vào hòm báo giá thì xin thưa ở đây chỉ có giày nam. Size đủ từ 39 5 40 41 42 mọi người. 43 thì khả năng là mấy nữa sẽ về. Hiện tại thì đang bị hết hàng. Đấy, rất là đẹp. Ở đây cũng là đôi giày cuối cùng trong livestream này hùng uh, muốn giới thiệu với mọi người rồi và hùng muốn gửi nhắn gửi mọi người là hãy tranh thủ cái cơ hội này bởi vì tất cả các mẫu giày ở đây đang là có giá tốt nhất, có thể nói là giá tốt nhất từ trước đến giờ, chính xác là như vậy. tuy nhiên thì nó cũng chỉ còn lẻ một vài sai rồi nếu anh em nào may mắn uh, sai vừa với những mẫu giày hùng vừa giới thiệu thì hãy nhanh chóng liên hệ hùng để xong với mình một đôi giày ngon chính hãng chất lượng với mức giá rẻ nhất nhá. rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào, xin chào và hẹn gặp lại tại livestream, tại video tiếp theo của hùng. cảm ơn rất nhiều, bye bye.